Xin mời bạn nam. Xin chào. Chào Quỳnh Linh. Đẹp trai, phong độ ha. Dạ, cảm ơn anh ạ. Em chắc cao 1m9 này nha. Dạ không, 79 nè anh. 79 sao thấy cao dữ vậy? Sinh năm nhiêu, sinh năm nhiêu, 8 mấy không? Dạ em sinh năm 92 à. Vừa hỏi tầm giới của em rồi. 92 tên là gì? Dạ em tên Minh Thuận ạ. Minh Thuận. Bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Thật là duyên dáng mà em. Em tên gì vậy cưng? Chào chị, em tên là Kiều Nữ. Kiều Nữ. Dạ. Kiều Nữ. Còn thiếu đại gia nữa thôi nha. Em năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ em sinh năm 94 là 20 tuổi. Trời ơi, trai tài gái sắc quá. Tên hấp dẫn quá. Kiều Nữ. Kiều Nữ. Kiều Nữ làm nghề gì nhỉ? Dạ em đang là sinh viên năm 2 của Học viện Hàng không Việt Nam. Wow. Bên kia đã 22 là chị đã bất ngờ, qua đây em 20. Đó, mà bên kia bước ra là khán giả cũng ồ, bên đây bước ra chị thấy là chị ồ. Thế tại sao mà hai bạn lại đến chương trình này? Vì một phần là em yêu thích chương trình này. Dạ thứ hai là trước đây thì chị em cũng có tham gia chương trình này. Sắp cưới chưa? Dạ chắc chưa, chị còn đi làm. Dạ em còn tìm hiểu. Dạ. Cho nên là hôm nay em đến cũng muốn coi cho mình một cơ hội để hẹn hò. Dạ. Vậy bạn nam bên kia tại sao bạn đã đến với chương trình? Bạn còn quá trẻ mà nghe Linh là khen đẹp trai nữa. Tôi nói chơi thôi chứ làm gì đẹp trai qua tôi. Dạ, thật ra thì bên ngoài em cũng tiếp xúc khá nhiều bạn nữ. Đó cũng xinh đẹp cũng có, giỏi giang cũng nhiều có. Mà em cảm thấy sao có thể gọi là tình bạn thôi, chứ vượt hơn tí nữa thì hơi khó. Bạn đòi hỏi hình như hơi cao đúng không? Dạ không, tức là người ta em không đủ tiêu chuẩn của người khác chẳng hạn. Em không đủ chứ không phải là người kia không đủ. Dạ. Theo em thì khuyết điểm của em thế nào là không đủ? Em ít nói và em ngại bày tỏ tình cảm với các bạn nữ. Ít nói mà vậy á? Không biết nói nhiều hả? Dạ tại em với anh Quỳnh Linh là nói chuyện với nhau dễ hơn, còn nói chuyện với các bạn nữ thì em hơi hơi ngại luôn. Nói bạn nữ hơi ngại luôn. Dạ. Bạn làm nghề gì? Dạ em học Đại học Kiến trúc. Đại học Kiến trúc năm mấy? Dạ năm 4 ạ. Kiều Nữ, em cái sở thích của em là gì? Đi những lúc rảnh rỗi. Dạ rảnh rỗi thì em thích đi du lịch, nghe nhạc rồi xem phim. Em ghét điều gì? Em không thích điều gì? Thì em ghét những cái người mà hay hành hạ động vật đó chị. Tại vì em bị cuồng động vật. Con gì là em thích nhất? Chó và mèo. Động vật em thích con gì? Em thích các loài sinh vật biển. Cá mập, cá voi. Thích gì đâu sai vậy? Lạ quá. Em nghĩ em có tật xấu gì không? Chị thấy ưu điểm em là nhiều rồi đó. Trẻ trung, năng động, xinh đẹp. Em hay càm ràm. Thường thì người ta không làm gì là em cứ đọc hoài cho người ta làm cho được theo ý em thôi. Sao giống chị quá vậy ta? Có tật xấu của bạn gái, còn tật xấu của bạn là gì? Ai càm ràm em không nghe. Nhưng mà cứ càm đi, hồi người càm ràm là người mệt chứ không phải là em. À, coi như thoải mái không? Dạ, là sao thoải mái. Vậy là được á, hợp á. Em thích những ưu điểm gì của phụ nữ? Tự tin, năng động và biết tự quyết định tương lai của mình. Rồi không thích gì? Càm ràm nói nhiều lắm. Đâu cần nghe đâu, gì đâu sợ, nãy em nói rồi mà. Thì đúng là em không sợ mà cứ ngồi nghe hoài. Ví dụ như em đang Facebook, đang chơi game mà cứ làm càm ràm hoài thì mất tập trung. Tôi sốt ruột quá, phải coi cái chàng trai bên kia làm sao. Lo chơi game với Facebook làm sao cua gái được ông ơi. Dạ, xin chào chị. Mắt có cận không? Dạ khoảng 1 độ. Cứ game đi Facebook đi rồi từ từ đeo kiến 5 độ ha. Điều độ mà chị, ngày điều độ thôi. Điều độ hả? Dạ. Còn những lúc không có chơi game với Facebook thì làm gì? Xem chương trình Em Yêu Động Vật. Tôi tưởng nói xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Một tuần chiếu có 1 buổi mà chị. Bạn Muốn Hẹn Hò cũng 1 tuần chiếu có 1 buổi chứ nhiêu? Dạ không, còn chương trình Em Yêu Động Vật thì ngày nào nó cũng chiếu. Cái con gì? Nhà em nói rồi đó, các loài sinh vật biển. Thôi bây giờ trên bờ đi, ta ở trên bờ mà cứ nói với biển. Trên bờ con gì? Bướm. Được không? Được không? Coi như là đi trên bờ là không có được. 1 dưới nước, 2, 3 trên trời. Đã treo. Đã treo với tôi. Em sợ, em thích con bướm, sợ con gì? Không được chị. Không được. Em sợ con sâu. Hả? Con sâu. Thích con bướm mà sợ con sâu. Đúng rồi. Đúng, con sâu nó ra con bướm hay sao? Thì đúng rồi, giai đoạn đó thì em sợ mà giai đoạn sau thì em thích. À vậy hả? Ở bên kia có thích con sâu, sợ con bướm. Hello. Hello anh. Bạn thấy bạn nam bên kia thế nào? Bạn đó hơi nhát. Em có thích người nhát không? Dạ, em thích người nhát nhưng mà tỏ ra không nhát cũng tốt. À, có mình lặng lĩnh thôi. Dạ, nhát nhưng mà đừng cho ta biết mình nhát. Dạ, đúng rồi. À. Dạ. Thấy chưa, nghe chưa? Dạ. Rồi. Có khi nào em không nhát mà em tỏ ra nhát không? Em nói với người kia kìa. Đó, nói mà nó nghe đi. Rồi chúng ta sẽ gặp nhau nha. Nào, xin mời. Kéo màn lên. Không nhát mà nhát. Nhiều khi thấy nhát chứ không có nhát. Nhiều khi thấy nhát mà nhát thiệt. Đó. Chào bạn. Dạ, chào bạn. Cầm làm đi em. Bạn là xinh đẹp mà đúng là mình, bạn nói mình đúng rồi. Chứ các bạn nữ của mình rất là hay nhát. Dạ. Nhất là các bạn nữ xinh đẹp như bạn. Cảm ơn bạn. Mình có thể hỏi bạn một điều. Bạn cứ hỏi. Bạn có ăn thịt chó không? Đúng rồi. Trước đây có từng. Mình thì rất ghét ăn thịt chó, mèo. Nhưng mà nếu mà cải thiện được thì tốt. Cách đây lâu rồi bạn. Hồi nhỏ, mình còn nhỏ mình bị dụ ăn thôi. Chứ ăn xong mới biết. Nếu bị dụ thì không sao. Giờ dụ nữa ăn không? Dụ nữa thì không ăn đâu. Nếu bạn bên kia dụ bạn có ăn không? Không, bạn bên kia đó nói không thích ăn thì sao lại dụ? Ví dụ bạn bên kia dụ bạn có ăn không? Không, giờ dụ không ăn nữa. Lớn rồi. Được, lập trường vững chắc. Ok. Nhìn lên em, còn có 30 giây nữa thôi, lẹ lên. Thật ra thì nãy bạn nói là bạn yêu thích cái là động vật, thì bạn có tham gia bất cứ cái chương trình về động vật không? Mình cũng có tham gia vào mấy cái hội thôi. Hội yêu những người yêu cún. Bạn có thích chụp hình với cún không? Cực kỳ thích. Vậy được rồi, nếu có sau này có dịp mình sẽ chụp cho bạn. Có 2 phút nói chuyện toàn là chuyện chó không à. Bây giờ chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định xem mình có hẹn hò hay không. Mời các bạn đặt tay ra sau thành ghế và chạm vào nút. Và bây giờ bà khắc bắt đầu. 1 2 và 3. Bạn có nghĩ là bạn trai sẽ bấm không? Em cũng đoán được chút xíu. Bạn trai không bấm? Dạ bấm. Không bấm? Không bấm. Còn bấm sao nó đỏ? Lộ bí mật hết ra là còn đang thử hỏi tâm lý sao? Tự nhiên sợ bên kia. Hồi nãy anh không nháy mắt em trước, nghe theo. Em, bên đây bạn gái này càm ràm lắm mà sao em sợ càm ràm mà em lại bấm? Dạ hồi nãy không phải chữ sợ chị, nó là chị không thích. Tại nhà em cũng có chị cứ nói hoài em cũng quen. Rồi hai người có thể nắm tay xuống đi chơi kia không? Hai người nắm tay đi. Nắm tay đi, trẻ mà. Đó. Rồi mới đang vô vậy mới chịu nha. Cảm nhận thế nào về cái bàn tay ấm áp hay lạnh? Dạ bàn tay hơi lạnh anh. Hơi lạnh, hơi lạnh. Còn bạn nam, bạn cảm nhận thế nào? Mềm. Chắc hôm nay nó sẽ đứng tại tay tôi á. Rồi hai bạn đi rồi. Chào anh, chào chị. Chào hai bạn.